vị ơi, ủng hộ vé số quý vị ơi, nhanh nhanh lẹ lẹ ngăn bốc hộp ngăn sổ cho quý vị chơi. Tối nay trúng một cái chảo nha, cái chảo của Đức nha quý vị, đến từ đất nước Đức. Phải nói là Đức là nổi tiếng về xe và đồ gia dụng, nồi niêu son chảo. Cái chảo của em nó đấu giá. Còn cái chảo của em là free, mong ai thèm lấy hết, giải này giải đặc biệt free. Hàng Việt Nam chất lượng cao đến từ Việt Nam, Made in Việt Nam, chính công, chính hiệu. Không ai chịu lấy hết. Dạ, chị yêu ơi, rồi hai chị đẹp của em tới nữa rồi kìa. Đại gia ơi, dạ, 5 đồng dạ. Dạ, đúng rồi, dạ, 10 cái anh. Nguyễn xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối hát cho nhau nghe thật vui. Sau đây là bài hát Đời Đá Vàng với điệu Rumba. Gọi là vui vẻ đó mà, không không vui thì vẽ ra cho nó vui. Phải không anh em? Tìm một tình yêu thấy toàn